giờ em phone cho anh khi thật sự muốn? Có cảm thấy lo lắng mỗi khi anh trở về muộn? Và khi 12 giờ đêm, anh chẳng tin vào những lời chúc ngủ ngon. 2 giờ sáng anh vẫn chờ em, active now em vẫn online. Quan tâm em từng ngày một, họ hàng chắc anh dại dột. Ngoài kia thiếu gì những cô gái tốt, nhưng với anh chỉ có một. Dù biết là tự chuốc vào bản thân những thương đau, anh vẫn giả vờ như mắt đã mờ, không biết vì sao vẫn đương đầu với những gì mà em đã gây ra. Anh đã từng cười nhạo trên nỗi đau của những người bạn khi họ mắc phải mối tình tay ba, chắc đây là cái giá phải trả. Anh mong được thấy nụ cười em trên môi những khi gặp nhau như lần đầu, chứ không với những cuộc cãi vã. Có anh đây em không phải mang những nỗi buồn lên dòng trạng thái. Dù ít hay nhiều anh vẫn tin vào những gì tình yêu anh mang lại. Và có bao giờ em phone cho anh khi thật sự muốn? Có bao giờ em hiểu những nỗi niềm này dù chỉ một chút? Come on, in a strip club, there is no security.